Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người, hôm nay em Toàn có một em bình Satsuma họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn các bạn. Em thấy em bình này là em cũng khá là ưng ý đấy. Em xin phép là em đo kích thước xong rồi em sẽ quay họa tiết sau cho mọi người nhé. Chiều cao của em bình này là 48 mọi người nhé. Chiều cao 48. Mọi người, chiều cao 48, bụng 101 nhé mọi người nhé. Chiều cao bụng 101. Bụng 100 mọi người ạ. Bụng 100 nhé. Em đo miệng. Miệng của nó là 18,5 mọi người ạ. Miệng 18,5. Đấy. Em Bình này là khá là ok đấy mọi người ạ. Đây, em quay cho mọi người xem cái họa tiết của em Bình. Em bình này là bình men men sành nhé mọi người nhé. Ở những cái chỗ màu sành này ấy, là toàn bộ là vẽ hoa kín luôn mọi người nhé. Những cái chỗ này là vẽ nổi khối hết lên này mọi người này. Đấy, lát nữa em sẽ quay sát lại cho mọi người xem. Đấy, đây có những hai bức tranh chính này mọi người. Đấy, có cây hoa lá rất là đẹp luôn. Hai bức tranh chính thì nó đối diện nó giống nhau nhé mọi người nhé. Ở trên miệng cổ này nó có vẽ vàng này mọi người này. Cái em bình này nó là bình men sành nên là cái họa tiết nó vẽ vàng lên nền của bình này nên là nó không lộ vàng lên nhiều lắm, nhưng mà toàn bộ là những cái bình này là toàn bộ là có vẽ vàng hết mọi người nhé. Đây có ở trên miệng cổ này có điểm nhấn rất là ok luôn này mọi người. Có con lân này. Đấy. Có hai con lân hai bên đang leo miệng bình, rất là đẹp luôn. Đây, em cho các bác xem này. Đấy, các bác xem cái chuyện của nó đẹp chưa? Đấy. Đấy, bình này người ta bình này khá là lâu đời rồi. Bình của Satsuma chuyện dấu cộng luôn, nhưng mà vì là người ta sử dụng rất là ít nên là ở dưới cái đáy bình, ở chôn bình nó gần như là mới luôn các bác. Nhưng mà bình này là nó không phải là bình mới nhá mọi người nhé. Đây, đó, xem ở cái miệng cổ này. Đấy, những cái miệng này là toàn bộ nó vẽ vàng đây này các bác này. Những cái chỗ này là nó chấm bi nổi khối hết lên nhé mọi người nhé. Đây con lân đây. Đấy. Ở chỗ đuôi con lân này nó hơi bị một chút bạc đi rồi nhé mọi người. Vì là tuổi đời nó khá là lâu rồi thì là nó bị bạc. Những cái chỗ này nó cũng bị bạc là không thể tránh được mọi người. Đây đây bên này cũng thế nhé mọi người nhé. Ở chỗ này nó bị bạc đi một chút nhé. Nó cũng không thể tránh được. Đây miệng mình đây men men dạn rất là ok luôn. Bình khá là đẹp luôn các bác ạ. Các bác thấy ok chưa? Quá là ok luôn. Đây, ở chỗ này là nó cũng vẽ vàng đây. Như nó vẽ vàng ở trên cái nền nền men sành nên là nó không được nổi lên nhiều lắm mọi người. Để em đặt đây không, em kéo nó sát lại em quay cho các bác xem cái họa tiết của nó nhé. Đây, em xin phép là em sẽ quay cái họa tiết ở bên trên cổ bình trước. Các bác xem ưng cái sản phẩm nào về đồ gốm sứ của Nhật Bản này thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 anh em nhé. Ở đây mọi người, chỗ này là nó hơi bị bạc một chút ở tai này. Đấy.
Bình tình trạng là lành tít nhé mọi người nhé. Để em xin phép em tháo cái chân máy quay ra. Em quay cho các bác nó rõ hơn. Đấy, đây là phần thân Bình. Thì em Bình này bụng là khá là to luôn mọi người. Đấy, em Bình này mà các bác nào mà ai mà ưng ý em Bình này thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0962 949 668. Rồi, em Toàn cũng xin phép em Toàn kết thúc video đây đây mọi người. Mọi người đang xem video thì cho em Toàn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người nhé. Em Toàn xin chào mọi người.